quay xe khỏi tay điện thoại không? Khó chơi anh ta mở khóa cho. Khó chơi không mở khóa cho. Này. Cho nó mượn nhiều đi. Hả? Nó kêu là mày cho nó mượn nhiều đi tí nữa đi. Thôi, thôi thôi, tướng một con sẽ lại ép. Bố mẹ lên mày cạo đầu mày ép đi ạ. Thì nó đừng cho nó mượn nữa. Bớt cái ngu kia. Để nó đi khỏi đi. Nó ham ghê á. Ừ. Chắc nó không tết đít rồi thì nữa. Giờ nào cũng chơi được hết. Ta lựa giờ thôi. Vừa chuyển 2 triệu xong. Làm. Hử? Thằng nào á? Thằng Phúc hay thằng Tị? Đâu mà nhanh vậy? Tao đánh cũng không nhanh thế đâu. Nó bảo gì Ngọc? Mình nhanh thế vậy? Đâu? Thôi khỏi ai đi. Mày có bấm vào xem chưa? Chưa. Ừ, thôi để nó đi. Chơi gì chơi đi. Kệ nó. Để nó đi khỏi đấy. Vừa sáng nay rút cho 2 triệu khoái khoái. Chưa về đánh máu. Ừ. Cặp ta lúc này chả có. Đúng.
Cái gì? Nó lại kêu là nước. Cái gì mới hốt? 5M đi quy. Ôi giời ơi, thôi. Eo. Thôi, mày chơi gì mày chơi đi, đừng có đọc tin nhắn nữa. Nè. Sợ quá. 5 triệu tính lãi là bao nhiêu ta? Là 5.000 à? Là tin nhắn thôi. Mượn thế nó mới máu. Mượn thế đời mới lẻ được 5 triệu hay 5.000. Thì đắp mạ trước đi cũng được, lấy ông nặng sao? Ít da đó ít mụn màu không? Thả chì cho bé bên giường bên kia luôn. Thôi chị xong cho sạch rồi để đó chờ em. Thuốc nhờn luôn đi chị, là rác nữa nặng thôi. Thôi. Mày đòi được 300 ngàn tặng đài cũng yêu ý. Chưa. Nó bảo đang kiếm, nó đang bán ạc gì mà bị lỗi gì đó, giờ phải trả lại tiền cho khách. Bữa nó nói nó bị công an chặn, người ta mới cho nó mượn đấy chứ. Ủa là mày cho nó mượn là mượn cho công an đó hả? Ừ. Nó bảo 2-3 hộp nữa nó bắn. Làm gì đó làm gì? À, ấy. Trưa nay ăn nhiều quá lú. Thằng Tị lại nhắn gì nữa hả? Ban gì? Như thằng An này. Ừ, thằng An vô chả làm mướn mẹ gì hết. À, phó bí thư. Là bị gồng ghê chị. Nặng trên trán không đau chứ nặng dưới đây chuẩn bị đau rồi đấy. Nãy giờ 3 triệu rồi đấy. Rồi.
Ngọc ơi, mày có đang sạc điện thoại tao không đấy? Ừ, thế thì tốt. Có nước chỗ cái giường kia kìa. Ừ, thế thì còn gì lại phun nước. Mua 11 luôn. Ủa mà thằng Thịnh nó học lớp 10 thật luôn hả? Cá đủ ảo thật đấy. Uầy, đau rồi đấy. Mai được mặc áo khoác thường nữa không hay là phải mặc đồng phục Ngọc? Sợ bữa nay thầy chỉnh bắt á. Mà con tao để ý con quần lắm mày, quần lắm rồi đó. Mà bị thầy ghen bắt không lúc nào bị bắt hết á. Toàn là bắt xong rồi thả không. Chả bị trừ gì hết. Ai cả biết. Thế cuối cùng đi học cũng bị bố của bạn bắt như gì. Ừ, ổng còn biết cả tên tao. Này, mẹ kêu là ký là con dâu gì đấy. Không, cái con em của chị Trịnh á, hay gọi tao lắm. Là chị Thảo gì. Ừ. Tôi tưởng chị dâu. Thế là quần với bọn chị dâu. Quần lắm mình á. Ừ. Thế luôn. Mày biết rồi. Đau quá. Thế một tí. Ừ, lâu rồi tao nghe chúng mày chơi với bọn nó. Chơi với ai? Không quên. Có chơi đâu mà.
Năm ngoái thấy thân lắm nè. Rát lắm rồi đấy. Máu thận hũ cơ mà. Úi dồi, chị ơi đau quá. Vì trật tay chứ nó chưa ra. Đổi bên đi chị ạ. Úi dồi.